theo như chị tôi được biết thì bộ sưu tập này nhà thiết kế đã chuẩn bị, đã hoàn thành trong một cái khoảng thời gian rất là gấp rút, chỉ để dành tặng riêng cho chương trình ngày hôm nay thôi, với một thông điệp vô cùng ý nghĩa. Xin được giới thiệu bộ sưu tập Nước Mắt Thiên Nhiên từ nhà thiết kế Jessica. Và với bộ sưu tập này, chúng ta sẽ chào đón trên sân khấu sự xuất hiện của một vị khách mời vô cùng đặc biệt mà Kiều Linh sẽ không muốn nói ngay bây giờ đâu, để dành tặng cho quý vị một sự bất ngờ đầy thú vị. Mời quý vị cùng thưởng thức bộ sưu tập ạ. Some call me nature, others call me Mother Nature. I've been here for over 4.5 billion years. I don't really need people, but people need me. Yes, your future depends on me. My oceans, my soil, my flowing streams, my forests, they all can take you or leave you. Your actions will determine your fate, not mine. I am nature. I will go home. I am prepared to evolve. Are you? Rajani, 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 Raj
All right.